Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ năm 2019 đến giữa tháng 6 năm 2022, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, Sa Lai đã nhận bàn giao 100 cá thể động vật quý hiếm. Mới đây, đơn vị cũng vừa nhận bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm 2B động vật nguy cấp quý hiếm từ người dân. Những cá thể động vật được giao nộp này, một số ít thuộc loài thông thường đa số thuộc nhóm 1B, 2B, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Các cá thể động vật được giao nộp lại cho trung tâm, hầu hết là của các hạt kiểm lâm thu giữ từ việc bắt giữ các vụ buôn bán trái phép động vật trên địa bàn và của người dân tự nguyện giao nộp. Hầu hết các cá thể được bàn giao có tình trạng sức khỏe tốt, khỉ, chăn, rùa, cây, vọc trà vá, cu ly. Tuy nhiên, các cá thể rắn thường có sức khỏe yếu hơn. Các cá thể yếu được trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia con ca kinh chăm sóc đến khi sức khỏe ổn định và tất cả các cá thể động vật này sẽ được thả về môi trường tự nhiên hàng năm trung tâm cứu hộ phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc vườn quốc gia con ca kinh tổ chức các đợt tuyên truyền vận động phổ biến kiến thức về bảo vệ động vật hoang dã cho người dân qua đó nhận thức ý thức của người dân trên địa bàn về bảo vệ động vật hoang dã được nâng lên số lượng động vật hoang dã được người dân tự nguyện giao nộp ngày càng tăng